Chào các em, chào mừng các em học sinh đến với tiết học âm nhạc lớp 1, bộ sách cùng học để phát triển năng lực. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Nguyễn Hữu Quý, giáo viên bộ môn âm nhạc trường Tiểu học Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Thầy rất vui khi được cùng với các em đồng hành trong tiết học ngày hôm nay. Chúc các em có một tiết học nhiều niềm vui. Các em thân mến, tiếp theo chương trình của bài học, chúng ta cùng đến với chủ đề 4 Em yêu quê hương, học bài hát Quê hương tươi đẹp. Qua tiết học ngày hôm nay, các em cần đạt được một số yêu cầu sau. Các em hát theo đúng giai điệu và lời ca của bài hát. Khi hát, các em kết hợp có đệm theo phách và theo nhịp. Qua bài học ngày hôm nay, các em có cơ hội hình thành và phát triển một số năng lực như năng lực tự chủ và tự học, tức là các em tự giác hoàn thành nội dung học tập. Năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc, có nghĩa là các em nhận biết được giai điệu vui tươi của bài hát và biết đây là bài hát dân ca Nùng do tác giả Anh Hoàng đặt lời. Qua bài học ngày hôm nay, các em cũng có cơ hội phát triển một số phẩm chất như phẩm chất yêu nước, có nghĩa là các em yêu thiên nhiên, yêu văn hóa, yêu con người của Việt Nam. Phẩm chất chăm chỉ, các em ham học hỏi, hoàn thành nội dung học tập. Các em thân mến, để đạt hiệu quả trong giờ học ngày hôm nay, các em cần chuẩn bị một số đồ dùng học tập sau. Các em chuẩn bị thầy giáo thanh phách, một số cốc hoặc chai nhựa tự làm ở nhà để phục vụ cho phần gõ đệm. Và các em chuẩn bị cho thầy giáo tập bài hát lớp 1. Và ngay sau đây, để khởi động cho tiết học, thầy mời các em cùng đứng trước màn hình. Chúng ta cùng hát và vận động theo nhạc bài hát Mái trường em yêu mà chúng ta đã được học từ chủ đề 3. Các em thân mến, chúng ta ai cũng có một quê hương của mình và quê hương Việt Nam thật là tươi đẹp. Đối với tuổi thơ của chúng mình thì quê hương luôn gắn liền với những hình ảnh rất là giản dị như cánh đồng lúa xanh mướt hay lũy tre làng, và không thể thiếu được hình ảnh cánh diều no gió và hình ảnh ngàn hoa đua nở mỗi khi mùa xuân về. Và tất cả những hình ảnh đó đã tạo nên một bức tranh quê hương rất là tươi đẹp. Các em ạ, có rất nhiều những bài hát viết về quê hương, ca ngợi về cảnh đẹp của quê hương. Và trong giờ học ngày hôm nay, thầy muốn giới thiệu với chúng ta một bài hát rất hay của dân ca Nùng, đó là bài hát Quê hương tươi đẹp, được tác giả Anh Hoàng đặt lời mới. Chúng ta cùng đi tìm hiểu một chút về dân tộc Nùng. Họ sống chủ yếu ở vùng núi phía Bắc của nước ta. Nơi đây họ có nền văn hóa dân gian phong phú. Họ có nhiều làn điệu dân ca mang đậm đà bản sắc dân tộc. Bài học của chúng ta ngày hôm nay học bài hát Quê hương tươi đẹp. Bài hát Quê hương tươi đẹp được viết ở nhịp 2-4 với giai điệu rất là vui tươi. Và ngay sau đây, thầy mời các em cùng nghe thầy giáo hát bài hát này. Quê hương em biết bao tươi đẹp, đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây, khi mùa xuân thắm tươi đang trở về. Ngàn lời ca vui mừng chào đón, thiết tha tình quê hương. Quê hương em biết bao tươi đẹp, đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây, khi mùa xuân thắm tươi đang trở về. Ngàn lời ca vui mừng chào đón, thiết tha tình quê hương. Các em có thấy được giai điệu bài hát rất là hay đúng không nhỉ? Và ngay sau đây, thầy mời các em cùng đọc lời ca của bài hát này. Bài hát Quê hương tươi đẹp được chia làm 4 câu hát. Sau đây, các em sẽ nghe thầy giáo đọc lời ca của bài hát này nhé. Quê hương em biết bao tươi đẹp, đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây, khi mùa xuân thắm tươi đang trở về. Ngàn lời ca vui mừng chào đón,
thiết tha tình quê hương. Và ngay sau đây, thầy mời các em cùng với thầy giáo đọc lời ca của bài hát này nào. Chúng ta cùng đọc câu 1 nhé. Quê hương em biết bao tươi đẹp. Thầy mời các em cùng đọc nào. 2, 1. Sau đây, thầy mời các em cùng đọc câu 2 này. Đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây. Thầy mời các em cùng đọc nào. 2, 1. Và bây giờ chúng ta cùng đọc câu 3 của bài hát này. Khi mùa xuân thắm tươi đang trở về. Thầy mời các em cùng đọc nào. 2, 1. Và bây giờ chúng ta cùng đọc câu 4 của bài hát này nhé. Ngàn lời ca vui mừng chào đón thiết tha tình quê hương. Và bây giờ thầy mời các em cùng đọc câu 4 của bài hát này nhé. Ngàn lời ca vui mừng chào đón thiết tha tình quê hương. Thầy mời các em cùng đọc nào. 2, 1. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã đọc lời ca của bài hát này rồi. Các em có thể tạm dừng video và chúng ta thực hiện lại nội dung này nhiều lần nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ thực hiện học hát từng câu của bài hát này. Chúng ta cùng đến với câu 1 của bài hát. Thì mời các em cùng nghe giai điệu và sau đó chúng ta sẽ hát theo đàn nhé. Thì mời các em nghe lại nào. Sau đây thì mời các em cùng hát theo đàn. 1, 2. Thầy mời các em cùng hát lại nào. 1, 2. Ngay sau đây thầy mời các em cùng hát câu 2 của bài hát này. Em nghe giai điệu theo đàn nào. Thầy mời các em cùng nghe lại một lần nữa nhé. Thầy xin mời các em cùng hát theo đàn. 1, 2. Thầy mời các em cùng hát lại nào. 1, 2. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã học xong hai câu bài hát này rồi. Sau đây thầy mời các em cùng ghép câu 1 và câu 2 của bài hát này. Thầy mời các em nghe giai điệu câu 1 và câu 2 nhé. Thầy mời các em cùng hát theo đàn nào. 1, 2. Thầy mời các em cùng hát lại nào. 1, 2. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã học xong câu 1 và câu 2. Và thầy tin rằng các em đã ghép được câu 1 và câu 2 của bài hát này rồi. Và để tiếp theo thầy mời các em cùng để học câu 3 của bài hát này nhé. Mời các em cùng nghe giai điệu. Thầy mời các em nghe lại nào. Xin mời các em cùng hát theo đàn. 1, 2. Thầy mời các em cùng hát lại nào. 1, 2. Tiếp theo thầy mời các em cùng học câu 4 của bài hát này. Các em sẽ nghe thầy đàn giai điệu câu 4 nhé. Em lưu ý câu 4 của bài hát này hơi dài một chút, do vậy chúng ta cố gắng lấy hơi ở đầu câu. Thầy mời các em cùng nghe giai điệu lại một lần nữa nào. Sau đây thầy mời các em cùng hát theo đàn nhé. 1, 2. Thầy mời các em cùng hát lại nào. 1, 2. Như vậy là chúng ta đã học xong câu 4 của bài hát này rồi. Và ngay sau đây thầy mời các em cùng ghép câu hát số 3 và câu hát số 4. Thầy mời các em cùng
Nghe giai điệu câu hát số 3 và câu hát số 4 nào. Thế mời các em cùng hát theo đàn nào. 1, 2. Như vậy là chúng ta đã ghép xong câu 3 và câu 4 rồi. Thầy tin tưởng rằng các em đã thực hiện được phần này rồi. Và ngay sau đây, thầy mời các em cùng ghép cả bài của bài hát Quê hương tươi đẹp này. Các em sẽ nghe thầy giáo đàn giai điệu của bài hát Quê hương tươi đẹp một lần nhé. Mời các em cùng hát theo đàn nào. 1, 2. Xin mời các em cùng hát lại lần nữa nào. 1, 2. Vừa rồi chúng ta đã ghép cả bài hát Quê hương tươi đẹp này rồi. Và thầy tin tưởng rằng các em đã thực hiện tốt nội dung này. Thầy khen các em một tràng vỗ tay nào. Các em thân mến, để biểu diễn bài hát thêm sinh động hơn, sau đây thầy hướng dẫn cho các em gõ đệm theo bài hát này. Và trong một bài hát thì có nhiều hình thức gõ đệm, như gõ đệm theo phách, gõ đệm theo nhịp và gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Sau đây thầy hướng dẫn cho các em gõ đệm theo nhịp của bài hát này. Gõ đệm theo nhịp có nghĩa là chúng ta gõ đệm vào những phách mạnh ở đầu mỗi ô nhịp. Như trên màn hình thầy giáo đã đánh dấu những bông hoa màu đỏ thì chúng ta sẽ gõ đệm vào. Và các em có thể dùng những thanh phách hoặc dùng cốc nhựa chúng ta gõ vào nhé. Và ngay sau đây các em sẽ quan sát lên màn hình xem thầy giáo thực hiện gõ đệm theo nhịp bài hát này. Sau đây, thầy mời các em cùng thực hiện nào. Thầy mời các em cùng thực hiện lại một lần nữa nào. Nếu bạn nào mà chưa thực hiện tốt phần này thì các bạn có thể dừng video và chúng ta tập luyện lại lần nữa nhé. Tiếp theo, thầy hướng dẫn các em gõ đệm theo phách của bài hát này. Bài hát Quê hương tươi đẹp được viết ở nhịp 2-4. Mỗi một ô nhịp gồm có hai phách, một phách mạnh và một phách nhẹ. Và phách mạnh, thầy giáo đã đánh dấu bằng bông hoa màu đỏ. Phách nhẹ, thầy giáo đã đánh dấu bằng bông hoa màu vàng. Và các em sẽ nghe và quan sát lên màn hình để xem thầy giáo thực hiện gõ đệm theo phách của bài hát này.
Sau đây, thầy mời các em cùng thực hiện nào. Thầy mời các em cùng thực hiện lại lần nữa nào. Như vậy là chúng ta đã thực hiện gõ đệm theo phách và theo nhịp của bài hát này rồi. Và thầy tin tưởng rằng các em đã thực hiện hai phần này rất là tốt. Các bạn sẽ dừng video và chúng ta sẽ tập luyện nhiều lần hơn nữa nhé. Và ngay sau đây thầy mời các em cùng đến với trò chơi ô cửa bí mật. Các em thử khám phá xem sau ô cửa này có điều gì bí mật nào. Chúng ta cùng đến với ô cửa số 1. Ô cửa số 1 là câu hỏi hôm nay các em đã học bài hát gì. Và 10 giây suy nghĩ là chúng ta bắt đầu. Đã hết thời gian rồi, xin mời câu trả lời của các em nào. Và đây là câu trả lời của thầy giáo. Hôm nay chúng ta đã học bài hát Quê hương tươi đẹp, dân ca Nùng, đặt lời anh Hoàng. Thầy giáo xin chúc mừng các em đã có kết quả đúng. Sau đây, chúng ta cùng đến với ô cửa số 2, xem trong ô cửa số 2 có gì nào. Ô cửa số 2 là câu hỏi, bài hát đã nhắn nhủ các em điều gì? Và 10 giây suy nghĩ dành cho các em bắt đầu. Đã hết thời gian rồi, xin mời câu trả lời của các em nào. Và đây là đáp án của thầy giáo. Học bài hát này, các em càng thấy thêm yêu quê hương đất nước, yêu các làn điệu dân ca mình hơn. Và thầy xin chúc mừng các em đã có kết quả đúng. Chúng ta cùng đi đến với ô cửa số 3. Ô cửa số 3 là câu hỏi, để thể hiện tình yêu quê hương đất nước thì các em phải làm gì? Xin mời 10 giây suy nghĩ dành cho các em nào. Xin mời câu trả lời của các em nào. Và để thể hiện tình yêu quê hương đất nước thì các em nên thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, thực hiện tốt các phong trào của đội, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ. Để tiếp theo cho bài học ngày hôm nay, thầy mời các em cùng đứng trước màn hình, chúng ta cùng hát theo nhạc đệm bài hát Quê hương tươi đẹp nhé. Ở nhà, các em có thể nhờ bố mẹ hoặc là người thân quay lại video rồi gửi lại vào nhóm Zalo của lớp hoặc là Zalo của thầy giáo. Và các em có thể nghĩ thêm, sáng tạo thêm nhiều động tác phụ họa cho bài hát này để chúng ta học giờ sau nhé. Các em thân mến, giờ học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Một lần nữa, xin được chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hát hay. Xin chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học lần sau.